Năm 1970, một người phụ nữ ngồi một mình bên bờ biển tại Pune, Ấn Độ thiền suốt 3 ngày 4 đêm. Sau đó đã lĩnh ngộ được trạng thái giác ngộ cuối cùng của sinh mệnh, thực tiễn, tự giác ngộ. Tên của bà ấy là Sri Mataji, phương pháp mà bà lĩnh ngộ được là Sahaja Yoga. Được biết phương pháp này trên một quy mô lớn có thể khiến người học tự khởi động năng lượng tâm linh ẩn náu bên trong mình, lấy lại được mối liên hệ tự nhiên của chân ngã. Sahaja Yoga của bà Mataji đã được lưu truyền khắp năm châu trên thế giới, có lớp học tĩnh tọa tại gần 108 quốc gia. Hơn nữa, bà Mataji còn từng hai lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Không chỉ có vậy, bà Mataji còn được giới khoa học Nga vô cùng kính trọng, bởi vì các khoa học gia dùng khoa học thực chứng. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh những năm 90, bà là đạo sư tâm linh duy nhất được cho phép truyền thụ tri thức tâm linh tại Đông Âu và Liên Xô. Năm 1998, trong một báo cáo tại Hội nghị Khoa học Sahaja Yoga, có một nhóm các bức ảnh của bà Mataji đã khiến cho ai nấy đều chấn động. Bởi vì thông qua thị giác mắt thường nhìn thì mọi thứ đều bình thường, nhưng sau khi thông qua phim rửa ảnh thì lại chụp được loại ánh huy quang năng lượng mà mắt người không nhìn thấy được. Chúng ta có thể nhìn thấy, lúc ban đầu thì nó cũng giống những bức ảnh khác. Bức ảnh thứ hai thì có chút khác biệt. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi của trường năng lượng hiển thị trong bức ảnh. Rồi lại thử quan sát chiếc ghế dài và các thanh dài tựa lưng. Hiển nhiên, sự thay đổi cấu trúc xoay tròn của không gian là rất mạnh. Đây là bức ảnh thứ ba. Xem ra sự thâm nhập đúng là càng sâu hơn rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi của bản thân không gian. Nguồn của trường năng lượng tập thể đó chính là từ bà Mataji. Đến bức ảnh thứ tư, sự thay đổi của kết cấu không gian càng mãnh liệt hơn, hầu như không nhìn thấy chiếc ghế dài nữa rồi. Và bước cuối cùng này, chúng ta có thể nhìn thấy kết cấu hoàn chỉnh của không gian đó. Người đưa ra báo cáo này là ông Akimov, viện sĩ Viện Khoa học Tự nhiên Moscow. Ông nói, không gian đích thực đã bị năng lượng vi diệu đó thay đổi, mà năng lượng đó gọi là trường xoắn. Vậy thì trường xoắn rốt cuộc là gì và vì sao nó lại có thể làm méo thời không vậy? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về lực cơ bản thứ 5 của vũ trụ, trường xoắn. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Thời gian trở về năm 1988, lúc đó tại Trung Quốc đại lục đang dậy lên cao trào khí công. Ông Trần Lý An, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia đã triệu tập một số nhà khoa học hàng đầu triển khai nghiên cứu khoa học đối với khí công. Lúc đó giáo sư Lý Tử Sầm, tiến sĩ kỹ thuật điện Đại học Stanford đang giảng dạy tại khoa cơ điện Đại học Quốc gia Đài Loan. Do có liên quan đến kế hoạch nghiên cứu mà ông Lý đã đích thân luyện khí công, còn thể nghiệm được những hiện tượng khí công lạ kỳ như khí tụ đan điền, đả thông hai mạch nhâm đốc. Vì thế sau đó, ông bắt đầu bước vào nghiên cứu chuyên về phương diện khí công và công năng đặc dị, thậm chí qua nghiên cứu đó mà phát hiện ra năng lực tiềm tại của con người. Năm 1993, giáo sư Lý Tử Sầm bắt đầu mở khóa học chuyên đề tiềm năng của cơ thể người, khai thác và phát triển các nghiên cứu như ngón tay đọc chữ. Ngón tay đọc chữ tức là che mắt của người tham gia thực nghiệm. Sau đó có người viết ra chữ, hoặc là viết chữ lên giấy, niêm phong giấy viết chữ đó lại rồi đưa cho người thực nghiệm sờ ra xem là chữ gì. Dựa vào đó để chứng thực sự tồn tại của công năng đặc dị ngón tay đọc chữ này. Ngoài việc tiến hành thực nghiệm đối với người đã có công năng đặc dị, giáo sư Lý cũng bắt đầu tập trung huấn luyện những đứa trẻ trong độ tuổi 7 đến 14 tuổi. Kết quả là khoảng 10 đến 40% thanh thiếu niên có thể phát triển thành công năng đặc dị dùng ngón tay đọc chữ. Cứ như vậy, giáo sư Lý đã có một nguồn đối tượng thực nghiệm ổn định. Ông Đường Đại Luân, phó giáo sư khoa truyền thông đại chúng Đại học Văn hóa, đã từng tham gia vào đội nhóm thực nghiệm của giáo sư Lý, chỉ vì muốn tận dụng kiến thức tâm lý học của mình để cứu giáo sư Lý ra khỏi những mê tín kỳ quái này. Thế nhưng, sau khi nghiên cứu được 5 năm, ông Đường phát hiện mình còn quá trẻ. Quy trình thực nghiệm nghiêm ngặt không thể không khiến cho ông Đường tin vào tính chân thực của khả năng ngón tay đọc chữ. Nhưng mà điều khiến người ta càng tò mò hơn là những đứa trẻ này rút cuộc sao lại làm được như vậy? Sau khi phỏng vấn chuyên sâu thì phát hiện, hóa ra bản thân đứa trẻ cũng không biết sao mình có thể làm được. Chủ yếu là ở một không gian khác, có một sư phụ sẽ truyền thông tin cho chúng. Và rồi ở chỗ gọi là thiên mục trước trán sẽ lóe lên hình ảnh. Vì thế những đứa trẻ liền biết trong giấy viết là chữ gì.
Hỏi đến đây, đội thử nghiệm biết rằng có hỏi tiếp thêm nữa thì cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì những đứa trẻ vốn không thể nào nói chuyện với vị sư phụ kia được, cũng không có cách nào chứng thực sự tồn tại của sư phụ. Nếu họ tiếp tục nghiên cứu thì sẽ giống như cầu thần xin quẻ trong dân gian mất rồi. Mô hình như vậy hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc của thực nghiệm khoa học, bởi vì không thể nào biết được những điều mà bọn trẻ nói rốt cuộc là suy nghĩ của chúng hay là thông tin mà thần linh truyền đạt. Đúng lúc đó, giáo sư Trần Kiến Đức, nhà vật lý học thực nghiệm nổi tiếng quốc tế, do vẫn không tin vào thực nghiệm này, bèn lấy một xấp giấy ra kiểm tra. Không ngờ rằng sự việc này đã vô tình trở thành điểm ngoặt quan trọng của thực nghiệm. Do giáo sư Trần tín ngưỡng Phật giáo nên ông đã viết lên tờ giấy làm thực nghiệm một chữ Phật. Kết quả là hình ảnh xuất hiện trong não người tham gia thực nghiệm không phải là chữ, mà là ánh sáng và hình người. Điều thần kỳ là khi thay đổi chữ Phật một chút, thiếu một nét bút hoặc là đổi thành Phất, hoặc là những chữ như phẩy trong phe phẩy, thì người thực nghiệm vẫn có thể viết chính xác ra những chữ này. Thế nhưng mọi dị tượng như ánh sáng hay hình người trong thiên mục họ nhìn thấy đều biến mất. Cũng tức là nói, chữ Phật này phải hoàn toàn chính xác thì mới nhìn thấy được những hiện tượng kỳ lạ vượt trội đặc biệt như ánh sáng và hình người đó. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện dùng ký hiệu chú âm của chữ Phật, thậm chí dùng từ Phật Đà tiếng Phạn cũng đều nhìn thấy một vùng ánh sáng. Cho dù dùng chữ Phật tiếng Miến Điện cũng có dị tượng như vậy. Trong thiền nhãn, nhìn thấy một thứ gì đó trên màn hình. Tiếp đó, họ lại dùng các chữ như Chúa Giê-xu, Lão Tử, Khổng Tử, Dược Sư Phật để kiểm tra. Kết quả cũng đã phát hiện những thứ như hình người phát sáng và thập tự giá. Đây là một hiện tượng thật thần kỳ, bởi vì những chữ và hình ảnh thông thường thì người tham gia thực nghiệm đều có thể nhận ra không sai. Nhưng chỉ cần là từ có liên quan đến thuật ngữ chỉ thần thánh trong tôn giáo, ví dụ Bồ Tát, Tế Công, Giê-xu, đều sẽ xuất hiện tình hình như thế này. Không nhìn thấy những chữ này nữa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng hoặc hình ảnh đang hoạt động. Từ đó, đội nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý đã tìm thấy chìa khóa của cuộc đối thoại với thần linh trong trường thông tin. Lúc đó là vào tháng 8 năm 1999, giáo sư Lý cho rằng trường thông tin này chính là thứ mọi người quen thuộc gọi là linh giới. Cũng tức là ngoài vũ trụ vật chất của thời không bốn chiều mà chúng ta đã quen thuộc, còn có sự tồn tại của trường thông tin tràn đầy ý thức, trong đó phân bố đầy khắp các loại ý thức trí tuệ năng lượng cao và thông tin không gian duy độ cao. Vậy thì giờ đã tìm thấy linh giới rồi, tiếp theo nhiệm vụ của họ chính là tìm ra một loại công cụ có thể trao đổi với linh giới. Trước tiên, tiến sĩ Trần Kiến Đức xét đến việc cần phải tìm ra một loại công cụ vật lý để trao đổi với linh giới, đưa linh giới vào phạm trù vật lý hiện đại để nghiên cứu. Ông ấy đã tìm được một số thông tin trên mạng, cho rằng dùng trường khí pha lê mạnh thì có thể đả thông chướng ngại giữa hai thế giới. Từ thế giới này có thể liên lạc được với một thế giới khác, vì thế đã quyết định thử sử dụng trường pha lê để khai thông với thần linh. Tiến sĩ Trần đã làm máy phát trường khí pha lê khác nhau. Ông muốn đo ra được sự mạnh yếu và hình dáng của những trường khí này. Thế nhưng, có thiết kế thế nào cũng không đo được tín hiệu của khí. Vì thế, họ đã dựa vào cô Tê, người có công năng đặc dị để hoàn thành thử nghiệm này. Do lòng bàn tay của cô Tê rất nhạy cảm với trường khí, có thể cảm nhận được sự mạnh yếu và hình dáng của trường khí. Cho nên, cô Tê đã trở thành máy dò tốt nhất cho thí nghiệm tính chất vật lý trường khí pha lê của họ. Thế nhưng, do thí nghiệm này thông qua cô Tê để kiểm tra, mà cảm giác của con người chỉ có thể là sự so sánh chủ quan, chứ không thể đưa ra định lượng khách quan. Cho nên, kết quả thí nghiệm họ đưa ra được từ đó cũng chỉ có thể xem như tham khảo định tính, đưa ra một phương hướng nghiên cứu. Trong sách giáo khoa có đề cập, trong vũ trụ có 4 lực cơ bản: trọng lực, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh, lực hạt nhân yếu. Trọng lực nói ở đây cũng được gọi là lực hấp dẫn, chúng ta đều đã rất quen thuộc, và nó cũng là lực tương đối nhỏ nhất trong 4 lực cơ bản. Nếu như lấy khối lượng làm ví dụ, chúng ta coi trọng lực ví như 1 kg, vậy thì lực hạt nhân yếu nặng bằng khoảng 17 trái đất, lực điện từ thì lại nặng bằng khoảng 8 triệu trái đất, còn lực hạt nhân mạnh thì nặng khoảng 167 triệu trái đất. Đây thực sự là sự khác biệt như các chữ số thiên văn vậy. Và loại lực thứ 5 trong vũ trụ, lực trường xoắn, lại còn nhỏ hơn cả trọng lực rất nhiều. Chúng ta lại lấy trọng lượng làm ví dụ. Nếu như coi lực trường xoắn là 1 kg, vậy thì trọng lực sẽ nặng như 1.676 trái đất.
có thể thấy sức mạnh của trường xoắn là cực kỳ nhỏ. Cho nên, nếu chúng ta muốn dùng máy để đo nó là việc rất khó khăn. Vậy trường xoắn rốt cuộc là một lực như thế nào? Năm 2004, giáo sư Lý Tự Sầm đã thấy một vài luận văn liên quan đến trường xoắn, là một lĩnh vực nghiên cứu của Liên Xô cũ 50 năm qua. Lúc đó, ngay cả đến danh từ này, ông ấy còn chưa nghe qua bao giờ, cũng không biết nó là thứ gì. Giáo sư Lý phát hiện, hóa ra trường xoắn vốn không phải khái niệm mới. Từ năm 1915, khi Einstein đưa ra thuyết tương đối, cho dù lúc đó ông biết sự tồn tại của khối lượng sẽ tạo nên độ cong của thời không, thế nhưng vì để giản hóa công thức toán học, Einstein đã bỏ qua trường xoắn, cũng tức là trực tiếp lược bớt độ cong của thời không bằng không. Vì thế trong sách giáo khoa đều không nhắc đến loại lực này. Đến năm 1922, ông Cartan, nhà vật lý học toán học người Pháp, mới đem động lượng quay của trường xoắn đưa vào thuyết tương đối rộng, bổ sung thành thuyết tương đối rộng càng hoàn chỉnh hơn, nhưng lúc đó vốn không nhận được sự xem trọng đáng có. Sau đó đến năm 1960, các nhà khoa học Nga mới bắt đầu đưa ra các lý luận sâu và nghiên cứu thực nghiệm đối với trường xoắn. Họ còn tạo ra máy phát trường xoắn. Trường mà máy phát này tạo ra có thể làm thay đổi kết cấu tự quay bên trong của bất cứ vật chất nào, rất giống với sự thay đổi mà các nhà thông linh tạo ra đối với vật chất. Đây là lần đầu tiên đem trường xoắn với tiềm năng cơ thể người liên hệ với nhau. Cuối cùng, họ đã đạt được ba tính chất vật lý quan trọng của trường xoắn. Thứ nhất, trường xoắn là sự biến dạng của thời không, tương tự như sự bẻ cong thời không của lực hấp dẫn. Nó sẽ không bị che chắn bởi bất cứ vật chất tự nhiên nào và sẽ không bị mất năng lượng khi chuyển trong vật chất tự nhiên. Tác dụng của nó chỉ có thể thay đổi trạng thái tự xoay của vật chất. Thứ hai, sự chuyển của trường xoắn không chịu sự giới hạn của chùm ánh sáng. Tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng, không những có thể chuyển đến tương lai, cũng có thể chuyển đến quá khứ. Thứ ba, sau khi nguồn trường xoắn bị dịch chuyển đi, tại đó vẫn bảo lưu kết cấu tự quay không gian. Giáo sư Lý đã cực sốc, bởi vì ông ấy phát hiện kết quả những nghiên cứu này của Nga lại hoàn toàn giống với kết quả thực nghiệm trường khí pha lê của ông. Giáo sư Lý lập tức hiểu được rằng trường pha lê chính là trường xoắn, là công cụ vật lý có thể trao đổi với linh giới, có thể xuyên việt thời không, có thể xuyên việt đến hai thế giới âm dương, đem thông tin của linh giới đến thế giới vật chất. Trong lịch sử Trung Hoa, người đầu tiên đưa ra khái niệm về phong thủy là Quách Phác triều đại nhà Tấn. Ông cho rằng khí thừa phong tắc tản, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sứ bất tản, hành chi sứ hữu chỉ, cổ vị chi phong thủy. Cũng tức là nói, ông đề xướng rằng giữa trời và đất có một luồng khí, gặp phải gió sẽ bị thổi tản đi mất, gặp phải nước thì sẽ dừng lại. Người cổ xưa là cực kỳ tin vào phong thủy, họ cho rằng cát hung họa phúc của con người, thậm chí là đường công danh đều chịu sự ảnh hưởng bởi phương hướng vị trí, môi trường, quy mô và tình hình của nhà ở, lăng mộ tổ tiên. Giáo sư Lý và giáo sư Trần năm xưa khi nghiên cứu về trường khí pha lê phát hiện, trường khí dường như có thể xuyên qua bất cứ thứ gì, nhưng nếu gặp phải giấy bị nước làm ướt thì sẽ bị thấm hút. Và điều này cũng đã đối ứng với gặp nước sẽ dừng nói đến trong phong thủy. Còn nữa đó là, sau khi họ tháo cánh quạt điện ra, cắm điện cho quay, chiếu trường khí pha lê ra từ trung tâm trục quay, kết quả phát hiện trường khí liền bị tản ra, trở nên rất dài. Đây cũng đã đối ứng với gặp phải gió sẽ bị thổi tản đi mất trong phong thủy. Điều này chứng minh rằng tính chất của trường xoắn và khí nói đến trong phong thủy truyền thống của Trung Hoa là như nhau. Vì vậy giáo sư Lý cho rằng phong thủy chính là một bộ học vấn thu thập khí, tập hợp khí, điều phối khí. Trường khí có thể đem thông tin trạng thái động của ảo ảnh của vật thể và năng lượng được phóng đại theo hình thức sao chép hình thể đưa vào thế giới vật chất, tạo thành cảm ứng của cơ thể, sinh ra kết quả cát hùng họa phúc. Vì thế, muốn có được một môi trường sống tốt, thứ nhất phải chắn gió, ví dụ dựa vào núi, tránh không cho gió thổi khí tản mất. Thứ hai, trước nhà phải có một cái hồ hoặc bể bơi, thì khí sẽ đọng lại trong đó. Trước kia cổ nhân nói rằng, nơi ở cần phải tựa non kề nước, không chỉ có không gian môi trường đẹp, hơn nữa, nguyên lý của trường khí phong thủy chính là ở trong đó. Nguyên tắc của trường khí phong thủy thực ra chính là lập thái cực, định phương hướng vị trí bát quái. Xem kỹ vị trí mỗi quái có phải đã đạt đến vật tận kỳ dụng, địa tận kỳ năng, vật đắc kỳ vị, nhân đắc kỳ sở. Tức là đồ vật được tận dụng hết tác dụng của nó,
đất đai được tận dụng đúng khả năng của nó, vật có được đúng vị trí của mình, người có được đúng chỗ ở của mình. Trong vũ trụ, vật chất tối và năng lượng tối từng loại chiếm 23% và 73% toàn bộ năng lượng của vũ trụ, mà vật chất thông thường chỉ chiếm 4% toàn bộ năng lượng vũ trụ. Giáo sư Lý đưa ra lý luận thời không số nhiều. Ông cho rằng vũ trụ này là do thời không số thực 4 chiều dương gian, cộng thêm thời không số ảo 4 chiều âm gian tạo thành. Còn vật chất tối và năng lượng tối lại ẩn núp trong thế giới của thời không số ảo âm gian. Do nhận được cảm hứng từ một người bạn bên đạo gia, giáo sư Lý cho rằng thời không số thực và thời không số ảo là một quả cầu thái cực không gian 3 chiều, âm dương quấn quanh nhau, tương sinh tương khắc. Sự trao đổi giữa chúng cần thông qua một kết cấu thời không mắt cá lốc xoáy để hoàn thành từ âm đến dương và từ dương đến âm. Năm 2013, ông Burinsky, bậc thầy thuyết tương đối rộng người Nga, đã từng đề xuất: do sự chuyển động quá mức của các hạt vượt quá tốc độ ánh sáng, sự quay tròn xé toang thời không thành một miệng vòng kỳ dị, hình thành hai thời không đứt đoạn. Giáo sư Lý cho rằng hành động xé rách thời không này đã mở ra đường thông của hai thế giới âm dương. Vốn dĩ dương gian và âm gian giống như hai mặt của một tờ giấy vậy. Tờ giấy là rộng lớn vô cùng, âm dương hai giới không qua lại với nhau. Thế nhưng chỉ cần đục một lỗ trên tờ giấy hoặc là xé rách một đường nứt sẽ xuất hiện đường thông âm dương, tiến vào vật thể ở trạng thái lượng tử, thì có thể thông qua nó để tiến vào thế giới của bên kia. Trong dịch kinh của Khổng Tử có một hệ thống ký hiệu, đó chính là tám quẻ tượng, bát quái. Tám quẻ, mỗi quẻ do ba hào tổ thành, tạo thành 64 quẻ, có thể dùng để toán mệnh, xem tướng, bói tương lai. Và khi dùng trường khí pha lê đánh vào bát quái do dương hào và âm hào tổ hợp thành này, giáo sư Lý phát hiện, ảo ảnh trong quẻ tượng của nó trong thế giới đó động đậy. Mỗi một quẻ đều đang động, động đi động lại, sinh ra một trường biến hóa. Thông qua trường khí pha lê thì sẽ khiến cho trường có thể biến đổi đó chiếu hình vào thế giới này của chúng ta. Vì vậy thế giới của chúng ta cũng theo đó mà bắt đầu thay đổi. Cũng tức là nói, tính chất thần kỳ của bát quái vốn không phải ở trong thế giới số thực của thế giới vật chất này, mà là ẩn náu trong ảo ảnh của một thế giới linh giới khác. Mà điều quan trọng liên kết hai thế giới này chính là trường xoắn. Cho nên trường xoắn chính là chìa khóa mở ra bí mật của dịch kinh. Được truyền cảm hứng từ bát quái và thái cực, giáo sư Lý đã trồng vườn rau thành hình dạng bát quái hoặc thái cực, tận dụng năng lượng giữa trời đất để nuôi dưỡng cây trồng. Như này có thể bớt dùng thuốc trừ sâu và phân bón. Ông phát hiện hai loại thực vật một âm một dương, ví dụ một loại màu xanh lá hoặc một loại là màu tím, nếu như trồng thành hai nửa hình tròn thì một trong hai sẽ xâm phạm sang cái còn lại, lấn sang góc của nó, cuối cùng hình dáng sẽ bị biến đổi, mọc không được tốt cho lắm. Nhưng nếu như thêm một mắt cá nhỏ trong hình tròn làm thành hình dáng thái cực, và bên cạnh mắt cá là những loại thực vật khác, vậy thì tất cả đều bình an vô sự, không xâm lấn lẫn nhau. Ngay từ đầu sẽ mọc rất tươi tốt, côn trùng có hại cũng ít đi. Giáo sư Lý còn phát hiện, nếu như trồng thành các hình dạng bát quái khác nhau, các quẻ tượng khác nhau, trong thời tiết khác nhau, thì sản lượng cây trồng là tuyệt đối khác nhau. Tác dụng bên trong của chúng đã tạo ra một trường giác tính, có thể hiểu là một trường mà chúng ta có thể cảm nhận được mọi thông tin trong đó. Ông Lý đã thực hiện thí nghiệm như thế này trên quy mô lớn trong thời gian suốt 2 năm, thu thập được rất nhiều số liệu về phương diện này. Ông cho rằng, thông qua trường xoắn phát triển nông nghiệp là một phương hướng phát triển cực kỳ quan trọng trong tương lai. Một bí ẩn khác liên quan đến bát quái trong dịch kinh đó là bố trận của đạo gia. Sơ đồ bát quái được công nhận là cách bày bình bố trận cực đỉnh, hàng nghìn năm nay đều được tôn sùng và đánh giá rất cao. Lục Tốn hỏa thiêu 700 dặm liền trại của Lưu Bị, Khổng Minh bèn bày bố bát trận đồ, dùng đá chồng lên thành thạch trận, rồi sau đó dựa theo độn giáp phần thành bát môn. Sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Hấp thụ sự sắp xếp của bát quái, tương hợp thiên văn địa lý, uy lực của nó cực kỳ lớn. Nghe nói có thể ngăn cản được hàng trăm nghìn quân tinh nhuệ. Tương truyền rằng, đặc điểm quan trọng nhất của bát trận đồ đó chính là mọi lúc đều đang thay đổi, mà đặc trưng của sự thay đổi này khiến cho người bước vào đó sẽ bị lạc đường. Thực ra vũ trụ, vạn vật tự nhiên đều đang nằm trong một trận pháp nào đó, đều rất coi trọng trận pháp. Những dạng trận pháp này của người xưa lúc đầu là mô phỏng tự nhiên, thông qua lý tự nhiên mà mình ngộ ra được trong khi quan sát phương thức tồn tại của vạn vật,
từ đó tiến hành mô phỏng áp dụng mà sinh ra trận pháp. Đây chính là trận lúc ban đầu. Về sau đó có một số người đắc đạo tu hành đến cao tầng, thông qua quan sát quan hệ sắp xếp đối ứng tầng cao của thiên, địa, nhân, lại diễn hóa ra các loại trận pháp thiên biến vạn hóa. Thực ra giới tự nhiên cũng là một đại trận, là một sinh mệnh khổng lồ. Trận này đối ứng với trời, đối ứng với vũ trụ. Con người là một phần tử trong trận này, cho nên lời nói hành động của mỗi người đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cả chỉnh thể của đại trận, sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của cả chỉnh thể. Con người muốn đi con đường nào đều là do bản thân mình quyết định. Ngoài ra, một số hoạt động tập thể của con người vô hình chung cũng tạo nên một số trận pháp nguyên thủy sơ cấp. Ví dụ hiện nay có rất nhiều công ty tập đoàn lớn lâu đời, họ phát triển rất lớn, mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới, sở hữu quần thể khách hàng trung thành khổng lồ hàng mấy trăm năm không giảm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì doanh nghiệp của họ vô hình chung đã tạo thành một trận. Mặc dù nó rất nguyên sơ, thế nhưng sức mạnh của nó thì những công ty thông thường khác tuyệt đối không thể nào so sánh được. Tại sao hiện nay rất ưa chuộng xây dựng thương hiệu? Hầu như mọi doanh nghiệp đều muốn trở thành một thương hiệu lớn. Tại sao có những mặt hàng hiệu giá đắt đỏ đến như vậy mà vẫn có rất nhiều người theo đuổi cho đó là thời thượng? Đây chính là sức mạnh của trận. Khi một doanh nghiệp trong quá trình vận hành và phát triển không ngừng mò mẫm rồi dần dần hình thành nên văn hóa, lý niệm doanh nghiệp mà chỉ mình mới có, thì doanh nghiệp này đã bắt đầu hình thành hình thái ban đầu của một trận rồi, đồng thời có mạch của chính mình. Đến khi mọi nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp đều đồng hóa, công nhận lý niệm và văn hóa doanh nghiệp này và bắt đầu tin tưởng vào nó, thì dần dần cái mạch này sẽ liên tiếp được mở thông. Dưới sự tiếp sức của năng lượng càng mở càng rộng, vận chuyển năng lượng lớn mạnh, doanh nghiệp này từ đó đã có được năng lượng của mình. Trải qua một thời gian nhất định thì nó dần dần sẽ có được sinh mệnh của chính mình và hình thành nên một trận, đồng thời không ngừng hoàn thiện thành hình. Nghe đến đây, không biết bạn cảm thấy như thế nào? Có phải năng lượng trường xoắn khiến cho bạn có cảm giác thật kỳ diệu? Không biết bạn có cảm ngộ gì về trận? Và liệu bạn có suy nghĩ muốn lập ra một trận riêng cho mình hay không? Hoan nghênh các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Và phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho một người bạn của mình cùng xem nữa nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.